Nam còn một vài phép thử chưa được tìm hiểu hết, thì cô tóm tắt lại một vài cái thông tin như sau. Thứ nhất là nói về protein thì chúng ta biết đó là một cái hợp chất hữu cơ được tổng hợp hay là được tạo thành từ nhiều cái đơn phân là axit amin, và các axit amin này liên kết với nhau bởi liên kết peptide. Các axit amin này có các cái nhóm chất đặc trưng, đó là nhóm amin có liên kết N với hydro, nhóm carboxin có liên kết OH và CO để nối đôi O và O liên kết CO. Thì đấy là đặc điểm của cái phân tử protein. Và chúng ta còn nhớ một điều nữa là phân tử protein thì được cấu tạo từ các cái nguyên tố hóa học như là carbon, hydro, oxy, nitơ và lưu huỳnh. Thì trong các cái nguyên tố này, nitơ là một trong những nguyên tố điển hình đặc trưng của phân tử protein. Nó có cái hàm lượng dao động từ khoảng 13.4 cho đến 19.1%, và nó đặc trưng cho từng loại protein. Đó là lý do mà, hay là đó là cái cơ chế mà cái phương pháp Kendall hay là phương pháp Dumas là dựa trên việc xác định hàm lượng nitơ tổng, thông qua đó sẽ xác định hàm lượng protein ở trong mẫu thực phẩm. Còn các phương pháp còn lại thì sẽ dựa trên các cái cơ chế khác, ví dụ như phương pháp Purée thì sẽ hình thành trên khả năng bắt màu thuốc nhuộm, tức là cô xin lỗi, phương pháp Purée là sẽ dựa trên cái khả năng tạo phức giữa các cái liên kết peptide với lại đồng hai cộng. Còn các cái phương pháp như là Lowry hay là phương pháp BCA, bicinucleic acid mà các em sẽ hiểu sau đây, là sẽ được là sẽ đề cập tới cái khả năng khử của một vài axit amin ở trong phân tử protein. Sau đó là sẽ tạo một cái phức để đo màu, hay là cái khả năng bắt nhuộm thuốc màu của protein như là phương pháp nhóm phương pháp nhuộm màu này chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Thì sau khi nhuộm màu xong thì sẽ có cái dung dịch màu, chúng ta cũng sẽ đi đo màu bằng phương pháp quang phổ. Còn hai nhóm khác là phương pháp quang phổ, đó là quang phổ vòng ngoại và quang phổ hấp thụ từ ngoại. Thì hai phương pháp này chỉ đơn giản là lấy mẫu trực tiếp đem đi đo độ quang phổ mà không cần phải thực hiện với các cái loại hóa chất hay là với các cái thuốc thử nào khác. Tự chung lại từ phép thử thứ ba cho tới phép thử từ phương pháp phân tích thứ ba cho đến phương pháp phân tích thứ tám là đều sử dụng kỹ thuật đo quang phổ. Bởi vậy mà chúng ta có một cái chương 3 về cái kỹ thuật hay về lý thuyết quang phổ để các em hiểu rõ về cơ chế đo đạc cũng như là nguyên lý của từng vùng quang phổ khác nhau. Cho nên các bạn cũng phải xem lại phần đó để có kiến thức kỹ hơn cho cái phần này. Thì cô giới thiệu về bốn phương pháp rồi, là từ số 1 đến số 4. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp nhuộm màu của protein. Trong phương pháp nhuộm màu này thì chúng ta có hai nhóm phương pháp, đó là nhuộm màu, phương pháp nhuộm màu với thuốc thử anionic và phương pháp nhuộm màu với thuốc thử Branford. Với mỗi phương pháp khác nhau thì có một cái nguyên tắc hơi khác nhau, hay là chúng ta sẽ nhìn lại tất cả các cái phương pháp phân tích thì các bạn chú ý về cái nguyên tắc đo đạc hoặc là cái phương pháp đo đạc. Rồi trong cái quy trình thực hiện thì cô giới thiệu một số quy trình cơ bản hoặc là một số quy trình của những phép thử mà chúng ta thường xuyên phân tích để các bạn xem trước có phần lý thuyết, sau này thực hành thì sẽ thuận lợi cho các em. Đối với mỗi phép thử các bạn cần chú ý tới cái phạm vi ứng dụng của cái phép thử đó. Mỗi phép thử sẽ có ưu nhược điểm khác nhau dựa vào các cái ưu nhược của nó để chúng ta có cái lựa chọn chính xác khi mà chúng ta thực hiện một phép thử phân tích. Cô nói tới phép thử đầu tiên ở đây, đó là phương pháp nhuộm màu với thuốc thử anionic. Thuốc thử anionic thì có nhiều dạng khác nhau, các bạn có thể tìm hiểu trên mạng hoặc là trong một số phương pháp phân tích về protein. Nó có thể là orange hoặc là một số cái loại tổ hợp của một vài thuốc thử thì cô ghi ở đây, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu về các cái tổ hợp thuốc thử ở trong sách giáo trình Nelson của gửi cho các em. Nguyên tắc của cái phương pháp này như sau, đó là người ta sẽ cho protein tác dụng với thuốc thử dư, tức nghĩa là một lượng dư thuốc thử biết trước cái nồng độ, sau khi mà tác dụng với nhau, sau khi khuấy để cho phản ứng hình thành thì sẽ tạo một cái phức, gọi là phức không tan giữa protein và thuốc thử, còn lại một lượng dư cái thuốc
thử màu này, cái thuốc nhuộm màu này mà không bắt cặp với lại protein. Thì cái bước thứ hai là người ta sẽ sử dụng cái quang phổ để đo cái độ hấp thụ của cái lượng dung dịch cái thuốc thử mà không bắt màu này. Đương nhiên thì trước đó người ta sẽ thực hiện lọc hoặc là ly tâm để loại bỏ cặn, sau đó là lấy dịch trong để đi đo độ hấp thụ. Thông qua cái kết quả độ hấp thụ ABS đó, người ta sẽ xác định được nồng độ của thuốc thử không phản ứng, sau đó từ đó suy ra là nồng độ của thuốc thử đã phản ứng với protein là bao nhiêu. Thì gián tiếp qua cái lượng nồng độ của thuốc thử tham gia phản ứng với protein này, người ta sẽ tính được cái lượng ở trong mẫu. Thì đối với mỗi loại protein khác nhau thì nó sẽ có cái tỷ lệ bắt màu khác nhau. Bởi vậy mà chúng ta sẽ phải có cái phương trình đường chuẩn thể hiện mối tương quan giữa cái nồng độ của thuốc thử, nồng độ của cái phẩm màu, cái thuốc màu với lại hàm lượng của protein, xem cái tỷ lệ bắt cặp như thế nào để người ta có thể suy chính xác, suy ra chính xác cái lượng protein có trong mẫu thực phẩm. Ở hai cái hình này là mô tả cho các em cái quy trình. Bước một là trộn chúng với nhau, bước hai là chúng ta sẽ thể lọc lọc làm ly tâm. Ở đây nói tới cái hình ảnh này là thể hiện cho việc là nếu chúng ta sử dụng những cái thuốc nhuộm mà có cái điện tích âm, thì cái cơ chế của điện tích âm nó sẽ giảm cái điện năng điện của protein, khiến cho protein sẽ kết tủa ở cái điện năng điện nào đó. Chúng ta sẽ loại cái tủa này ra. Thì đấy là cơ chế chung của cái thuốc thử mang cái điện tích âm này như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ xem quy trình. Quy trình có thể được mô tả ở 5 giai đoạn, như là 5 bước. Ở đây cô mô tả tại vì nó nhiều chữ quá nên thể hiện là 3 bước thôi, nhưng mà cái bước số 4 và số 5 thì cũng tương tự như nhiều phép thử khác, cho nên các em thì tự ghi chép được. Đối với cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu phân tích trộn với cái dung dịch thử với một lượng dư và biết trước nồng độ tích. Ở đây nếu mà mẫu dạng bột thì chúng ta phải nghiền nhỏ, mẫu dạng lỏng thì đơn giản hơn. Sau đó là lắc đều để phản ứng xảy ra, lọc và ly tâm thu lấy dịch trong. Bước 3 là chúng ta sẽ đo độ hấp thụ của cái dung dịch trong đó. Trong dung dịch trong đó là chứa cái lượng thuốc thử mà không bắt màu phản ứng với protein. Và bước 4 chúng ta sẽ tính toán cái nồng độ của cái dung dịch thuốc nhuộm mà không tham gia phản ứng đó trên dựa trên một cái phương trình đường chuẩn. Thì là chuẩn này các em có thể xây dựng ngay lúc này và có thể xây dựng trước cái bước 1, tức nghĩa là xây dựng mối tương quan giữa nồng độ của cái thuốc thử này với lại nồng sự hấp thụ với độ hấp thụ ABS, hay nói cách khác lấy cái thuốc nhuộm như là một chất chuẩn để xây dựng được chuẩn phương pháp quang phổ. Sau khi đo xong cái bước này, sau khi tính xong được cái nồng độ của cái thuốc thử mà không tham gia phản ứng, em sẽ suy ngược ra, em lấy cái nồng độ của cái dung dịch ban đầu trừ đi nồng độ dung dịch không phản ứng thì sẽ tính toán được nồng độ của dung dịch đã tham gia phản ứng với protein. Sau đó các bạn lại dựa vào một phương trình đường chuẩn thứ hai thể hiện mối tương quan giữa nồng độ của protein và nồng độ của thuốc thử để suy ra hàm lượng của protein trong mẫu phân tích. Phương pháp này đã được ứng dụng xác định hàm lượng protein trong một số mẫu như sữa, bột lúa mì, sản phẩm từ đậu nành hoặc là thịt. Ưu điểm của phương pháp này như sau. Phương pháp này cũng tương tự như các phương pháp đo quang phổ khác thì có tốc độ đo rất nhanh, tương đối nhanh. Ở trong trường hợp này có những phương pháp đo nhanh hơn, khoảng 2 phút, cho nên phương pháp này 15 phút thì tương đối nhanh. Và phương pháp này thì nói là không mắc tiền hay là tiền, đấy là dựa vào là thứ nhất là cái giá thành của cái thuốc thử cũng không mắc tiền, và cái thiết bị đo quang phổ ở vùng khả kiến thì nó cũng rẻ hơn so với các cái phương pháp hay là so với các thiết bị đo bằng cái phương pháp quang phổ vùng hồng ngoại hoặc là vùng ngoại.
Và phương pháp này cũng tương đối chính xác thôi. Nói chung những phương pháp nào nhanh thì cái độ chính xác nó sẽ không cao bằng những phương pháp mà phân tích kỹ lưỡng. Thì một một cách tương đối là như thế, thông thường là như thế, nhưng sẽ có trường hợp ngoại lệ. Nếu mà kết quả nó không có độ chính xác cao thì sẽ phù hợp với các quá trình như là quá trình phân tích chất lượng của thực phẩm trong dây chuyền sản xuất. Bạn sẽ cần có một cái đáp án rất là mau về cái hàm lượng protein ở trong mẫu hoặc trong hỗn hợp mẫu để đưa ra một cái quyết định nào đó. Còn về độ chính xác thì đối thì bạn có thể lựa chọn cái cách thử này. Còn trong trường hợp mà cần độ chính xác thì phải suy nghĩ về cái phương pháp đưa ra lựa chọn khác phù hợp hơn. Phương pháp này thì có không sử dụng các cái hóa chất ăn mòn như là axit, đấy là một ưu điểm và không ảnh tới môi trường. Phương pháp này đo hàm lượng nitơ protein, đo trực tiếp hàm lượng nitơ protein, cũng là một ưu điểm. Và phương pháp này có độ trụ, tức nghĩa là khi mình đo đạc ấy, nó có độ ổn định và độ lặp lại tốt. Điều cuối cùng là chúng ta có thể ước tính được cái sự thay đổi của hàm lượng lysine trong các cái mẫu thực phẩm ngũ cốc. Ngũ cốc thì có cái lượng lysine khá là đặc trưng, và cái lysine này chúng ta thấy có một số, nó có thể có một số hiệu ứng với cơ thể con người. Trong một số nghiên cứu, người ta có thể muốn loại bỏ lysine đi và chúng ta có thể đo đạc cái sự thay đổi của nó trong quá trình chế biến. Về nhược điểm, đối với phương pháp này thì nó không nhạy lắm, nó đo được hàm protein trong đơn vị là miligram, cũng giống như phương pháp Lowry, hàm lượng protein xác định khoảng 2-4 mg thì mới phân tích được. Còn nhỏ hơn, ví dụ đơn vị microgram thì sẽ tới phương pháp Lowry. Nhược điểm thứ hai là mỗi một loại protein khác nhau với mỗi loại với mỗi thành phần axit amin khác nhau thì sẽ cho cái khả năng bắt màu với thuốc nhuộm khác nhau. Bởi vậy mà mình xây dựng được đường chuẩn hiện mối quan hệ giữa cái nồng độ thuốc thử với nồng độ protein. Từ đó chúng ta mới suy ra được kết quả cuối cùng đó. Điểm thứ ba là phương pháp này không phù hợp với protein thủy phân. Này cô bị đau họng quá, lúc có đoạn không nói không được, em thông cảm ha. Cái giai đoạn 3, cái điểm thứ ba ở đây là protein thủy phân. Protein thủy phân thì sẽ có cái nhược điểm, có cái đặc điểm là cái enzyme nó sẽ cắt cái phân tử protein ra nhiều đoạn và nó sẽ có nhiều gốc tự do và có thể thay đổi điện tích, dẫn tới cái việc nó sẽ khác với cái thuốc nhuộm, tỷ lệ nó sẽ khác, dẫn tới là chúng ta sẽ có sự thay đổi về cái tỷ lệ bắt màu, làm cho kết quả phân tích không chính xác. Vậy phương pháp này không phù hợp với đá thủy phân. Và phương pháp này sẽ có một cái nhược điểm nữa là có một vài thành phần nó có khả năng bắt màu với thuốc nhuộm, ví dụ như tinh bột. Nếu nó bắt màu với thuốc nhuộm thì làm cho nồng độ của cái thuốc nhuộm xác định nó sẽ bị sai, dẫn đến xác định hàm lượng protein cũng sai. Và có một số thành phần khác lại bắt màu, lại lại tiếp tụ protein mà không phải là thuốc nhuộm, ví dụ như là canxi hoặc là phosphat. Thì những cái thành phần này làm kết tụ protein, dẫn tới là ta cũng bị ảnh hưởng bởi vì là hàm lượng protein bị kết tụ xuống nhưng mà nó lại không kịp bắt màu với thuốc nhuộm, dẫn tới là bị hao hụt đi chất protein cần tích, thì sẽ ảnh hưởng tới sai số, sẽ gây tới cái độ không chính xác của cách thử. Đó là nội dung của cái phương pháp nhuộm màu với thức thử anionic. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang với phương pháp nhuộm màu với thức thử Grandfort. Đối với phương pháp này thì sử dụng thuốc nhuộm đó là Comacyp Brilliant Blue G250, có cái màu là màu reddish, nghĩa là cái màu đỏ nhạt như màu trưng trong cái hình này. Sau khi phản ứng với protein thì sẽ tạo ra một cái dung dịch có cái màu xanh da trời hoặc là thiên đường blue. Mỗi một loại protein khác nhau thì tương tác thuốc nhuộm nó sẽ có cho sự lệch màu nào đó, cho nên cái màu nó sẽ dao động, cường độ màu nó sẽ dao động như vậy. Và chúng ta sẽ đo cái độ hấp thụ của cái dung dịch này ở cái bước sóng
trong khoảng 465 cho đến 595 nanomet, phụ thuộc vào cái đỉnh hấp thụ của cái dung dịch đó. Tại vì màu khác nhau thì cái khả năng hấp thụ, cái đỉnh hấp thụ nó có sự chênh lệch. Bởi vậy mà các bạn sẽ lấy cái dung dịch màu sau phản ứng đi scan tại cái thiết bị để xem đỉnh hấp thụ là nó nằm ở cái chỗ nào. Và cái phương pháp này cũng dựa trên cơ chế cái tính chất hay là cái bản chất của protein là bản chất cứng tính. Tức nghĩa là nó vừa có kháng tính bazơ và vừa có tính axit, và cái thuốc thử này nó cũng mang tính tích âm, dẫn tới là protein nó cũng có thể bị cái tủa, cho nên nếu mà dung dịch trong này các bạn thực hiện lọc ống ly tâm để đổi cạn đi, trong trường hợp nó bạn phát hiện ra thì quy trình của phẫu thuật này được thực hiện trong 5 bước. Bước đầu tiên là chuẩn bị thuốc thử, pha thuốc thử với dung môi là ethanol 95% và axit đậm đặc 85%. Sau đó là trộn mẫu với thuốc thử, và sau khi phản ứng thì ta có dung dịch đổi màu, chúng ta sẽ thực hiện đo bước sóng 590 mét hoặc là một cái sóng cực đại nào đó, sử dụng mẫu đối chứng là thay thế cái dung dịch mẫu bằng thể tích của nước cất, thông thường là như vậy. Rồi sau đó là mình xây dựng cái công trình được chuẩn, sử dụng chất chuẩn là huyết thanh bò BSA bromine serum albumin ha. Và phương trình cái chuẩn này các bạn có thể xây dựng trước khi các bạn đo mẫu cũng được, thông thường người ta làm như vậy. Sau đó là các bạn sẽ dựa vào phương trình được chuẩn để xác định được nồng độ của chất phân tích. Thì đấy là quy trình của cái phương pháp này. Ứng dụng phương pháp Bradford có thể được sử dụng để xác định hàm lượng protein trong các cái mẫu như là các sản phẩm bia hoặc là trong khoai tây. Còn cái sản phẩm wort này nó là một sản phẩm trung gian trước khi chuyển thành bia. Thông thường bia được sản xuất từ các cái hạt lúa đại mạch, thì đại mạch người ta cần phải ủ để cho nảy mầm, sinh ra nhiều amylase. Sau đó người ta sẽ tiến hành hồ hóa nhờ vào enzyme được sinh ra ngay từ cái loại hạt này, nó sẽ thủy phân tinh bột. Cái dung dịch cái lúc mà hồ hóa đó thì nó được gọi là wort, nghĩa là cái bước trung gian, thì người ta cũng có thể đo được protein giai đoạn này. Phương pháp này có đặc điểm là sẽ đo phân tử glycoside hoặc là protein có khối lượng phân tử lượng lớn từ 4.000 trở lên. Ưu điểm của phương pháp này cũng giống như các phương pháp khác của đo quang phổ, đó là có tốc độ đo đạc rất nhanh, khoảng 2 phút, có độ tái lập, tức nghĩa là kết quả có độ trụ, như là khi mà lặp lại cái thí nghiệm nó không bị lệch. Có độ nhạy, tức nghĩa là nó có thể phân tích được hàm kim thấp và nó ít bị ảnh hưởng bởi các cái tác nhân, ví dụ như là muối sulfat hay là các phosphor mà nó có sẵn ở trong cái dung dịch của thực phẩm. Thì đó là cái ưu điểm, là nếu mà nó có ảnh hưởng tới phản ứng, ví dụ như nó sẽ kết hợp với thuốc thử để ảnh hưởng tới cái kết quả phân tích. Nhưng mà rất may trong phương pháp này, dung dịch Bradford nó có ưu điểm hơn cái phương pháp anionic ha. Nhược điểm, về nhược điểm thì nó có một cái nhược điểm chung giống như các cái phương pháp tạo phức màu, đó là cái phức mà giữa protein với thuốc thử này, nó có đặc điểm ở trong này là nó hấp thụ, riêng đối với thuốc này ha, nó hấp thụ nó bắt màu với cái cuvette thạch anh. Bởi vậy mà khi các bạn thực hiện phương pháp này thì các bạn nên sử dụng cái cuvette thủy tinh hoặc là cuvette silica. Ở trong phòng thí nghiệm thì các em được sử dụng cuvette nhựa, nhưng mà là để các em dành tham khảo, quả chính xác thì nó cũng không được các cái cuvette khác. Nhược điểm thứ hai là mà như cô nói là nó giống như các cái phương pháp khác đó, có nghĩa là cái phức màu hình thành giữa cái protein thuốc thử nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào protein, và cái màu nó sẽ có sự dao động nhất định. Chúng ta sẽ xác định cái đỉnh cực đại tùy thuộc vào cái phức màu. Rồi, coi như là kết thúc cái phương pháp nhuộm màu protein.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp tiếp theo, xác định hàm lượng protein dựa vào phương pháp sử dụng với thuốc thử là bisinconic acid, hay còn gọi là BCA. Phương pháp bisinconic acid này có nguyên tắc như sau. Đó là đầu tiên nó dựa vào cái tính khử của một vài axit amin trong protein, ví dụ như cysteine, cysteine, tyrosine và tryptophan. Những axit amin này sẽ khử ion đồng 2 cộng thành đồng 1 cộng. Ion đồng 2 cộng nó có sẵn trong thuốc BCA và cái quá trình này xảy ra trong điều kiện môi trường kiềm. Thuốc thử BCA có môi trường rất cao. Sau đó cái đồng 1 cộng này sẽ tác dụng với thuốc thử BCA để tạo thành thuốc BCA đồng 1 cộng có màu tím như được mô tả ở trong cái slide này. Và cái dung dịch này sẽ được đo ở bước sóng khoảng 562 nanomet và 560 nanomet, phụ thuộc vào cái cường độ màu của nó. Thông thường chúng ta sẽ phải quét kiểm tra lại trước khi các bạn tiến hành thí nghiệm. Nguyên tắc của phương pháp này là dựa vào cái đặc điểm cấu trúc của các cái phân protein, trong đó có chứa các cái thành phần khử đồng 2 cộng này. Phản ứng này phụ thuộc vào nhiệt độ. Ta sẽ xem các cái chế độ thực hiện như thế nào hay quy trình như thế nào. Sau đây, quy trình của cái phương pháp xác định protein bằng isononic acid cũng có 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta sẽ trộn sản phẩm, trộn những mẫu phân tích với lại thuốc thử BCA. Sau đó chúng ta sẽ ủ dung dịch hay đổ ủ cái hỗn hợp ở các cái điều kiện nhiệt độ khác nhau và phân tích. Nếu mà nhiệt độ 37 độ C thì sẽ khoảng 30 phút sẽ xảy ra hoàn toàn. Còn nếu mà nhiệt độ phòng thì thời gian phản ứng khoảng 2 giờ. Còn nếu là 60 phút thì thời gian phản ứng sẽ tương tự khoảng 30 phút. Đấy là thực nghiệm. Các bạn có thể tiến hành kiểm tra cái thí nghiệm của mình cho nó chính xác hơn. Sau đó thì các bạn sẽ đo độ hấp thụ của cái dung dịch màu đó ở bước sóng 560, 562 nanomet tùy thuộc vào cái thực nghiệm lúc đó của bạn. Sau đó thì bạn cũng dựa vào phương trình thuộc chuẩn với chất chuẩn là huyết thanh bò hoặc là một cái loại hoặc là một cái loại protein nguyên chất nào đó. Thông thường thì ngoài cái albumin, cái huyết thanh bò ra thì người ta có thể sử dụng cái huyết thanh trong trong trứng hoặc là trong sữa, ví dụ như là F albumin hoặc là trong trong sữa albumin sữa, ví dụ như trong whey hoặc tách ra được ha. Sau khi mà mình sử dụng cái mình xây dựng được thường chuẩn xong thì mình sẽ xác định cái nồng độ của protein dựa vào phương trình thường chuẩn tương tự như các cái phương pháp khác ha. Áp dụng, à cô xin lỗi, trước khi đến phần áp dụng thì ta tìm hiểu về cái thuốc thử BCA. BCA thì có các thành phần như là muối natri BCA, tức nghĩa là muối natri có axit bisinconic, muối natri carbonate, muối cái kiềm OH để đảm bảo độ pH là 1.25 và muối sulfat đồng thay để cung cấp ion đồng 2 cộng. Phương pháp này phù hợp với cái sản phẩm như là protein, isolate protein hoặc là phù hợp với các cái quá trình phân lập protein mình thu cái protein tinh khiết, ta có thể sử dụng phương pháp này. Về nhược điểm, à về ưu điểm của phương pháp này thì có những cái ưu điểm như sau. Phương pháp này có ưu điểm thứ nhất là nhạy, tất nhiên là có thể phát hiện được cái hàm lượng protein tương đối thấp. Thứ hai là phương pháp này về cơ chế của nó khá giống với phương pháp Lowry như các em. Phương pháp Lowry là trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là cho thuốc thử burette có chứa đồng 2 cộng và một số protein cũng khử đồng 2 cộng tạo thành đồng 1 cộng. Rồi sau đó là cái đồng 1 cộng đó nó sẽ tương tác với folin để tạo thành thuốc có màu blue đo ở mức 750 750 nanomet. Rồi thì đó thì đối với phương pháp và BCA này thì chúng ta chỉ sử dụng thuốc thử BCA thôi và chỉ trộn có một lần, cho nên nó có ưu điểm hơn so với phương pháp Lowry là chỉ có một giai đoạn trộn mẫu và trong cái thuốc thử BCA đã có sẵn đồng 2 cộng. Cái nhóm cái bước thứ ba hay là cái ưu điểm thứ ba ở đây là cái thuốc thử BCA này thì bền so với thời gian, không như thuốc thử folin. Thuốc thử folin thì
kém bền, cho nên các bạn phải chuẩn bị được choline mới ngay trong cái ngày cần thí nghiệm, và thậm chí là ngay trước khi mà các bạn bổ sung vào dung dịch. Cho nên là khi mà làm xong thì thuốc thử choline lại phải đổ đi. Thông thường các cái hóa chất, cái thuốc thử đối đáp, ví dụ như choline thường là trong một hũ khoảng 50 ml hoặc 100 ml thì đấy, cô không nhớ giá chính xác nhưng có giá khoảng 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng tùy vào thương hiệu, thì từng loại. Cho nên là những cái thử này bền thì chúng ta có thể pha một lần mà chúng ta có thể dự trữ được thì tốt. Phương pháp này còn có ưu điểm nữa là một số thành phần như là muối Kupfer hoặc là ví dụ như NH4 hay là NSO4 hoặc là các cái chất khử hoặc các cái chất rửa như là mà không có tính, không có cái ion á, không có chữ ion thì cũng không ảnh hưởng tới cái phản ứng, hoặc là một số thành phần khác có sẵn trong mẫu phân tích như là ure hay là guanidin, sản phẩm PHCl với nồng độ cao mà cũng không ảnh hưởng tới cái phản ứng. Đấy là cái ưu điểm. Mà một số các cái loại màu khác thì khi mà có muối Kupfer nó thường ảnh hưởng tới cái phản ứng giữa thuốc thử với thành phần protein, thì đó là cái của các khác. Bây giờ nói về nhược điểm của phương pháp này, có những nhược điểm như sau. Thứ nhất là màu nó không, màu của cái phức không bền sau thời gian, thì đó là cái nhược điểm chung của tất cả các cái phương pháp tạo phức màu thôi. Cho nên là cố gắng là đo màu xong đo ở một cái khung thời gian nhất định. Có những mẫu thì trong khoảng thời gian thì nó vẫn ổn định, còn sau đó là đến một khoảng thời gian sau mà lâu quá thì nó có thể có sự chênh lệch về kết quả. Xin lỗi các em có nghe thấy nó có ồn quá không? Nghe được ý tiếng của cô không? Có nghe rõ âm thanh của cô không? Rồi, nếu cô có nói nhanh quá thì ra tín hiệu cho cô biết nha. Bây giờ cô sẽ tiếp tục. Về nhược điểm thứ hai ở đây đó là bất kể một cái thành phần nào mà có khả năng khử đồng 2 cộng thì đồng 1 cộng thì cũng ảnh hưởng tới cái thử. Bởi vì chúng ta thấy là các bước ở đây là đầu tiên là khử đồng 2 cộng thành đồng 1 cộng, mà cái thuốc thử VCA nó đâu có phân biệt được thằng đồng 1 cộng nào là khử bởi protein, thằng đồng 1 cộng nào là khử bởi một cái yếu tố khác. Ví dụ như đường khử đây chẳng hạn, thì đường khử thường mà có mặt trong dung dịch đó, nó sẽ ảnh hưởng tới phản ứng rất nhiều, tức nghĩa là nó sẽ khử đồng 2 cộng thành đồng 1 cộng, và như vậy là cái lượng đồng 1 cộng bắt màu với thuốc nhuộm mình sẽ tính bị sai cho cái lượng protein mình đo đạt được, nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả phân tích. Và cũng giống như các phương pháp và tạo phức màu đo màu khác, là màu của cái phức chất nó sẽ dao động giữa các loại protein khác nhau. Bởi vậy cái cách mà các bạn này thực hiện thực nghiệm tốt đó là sẽ quét để biết được cái đỉnh hấp thụ nó nằm ở cái nồng độ nào, ở cái bước sóng nào là tốt nhất. Thì đấy là về phương pháp BCA. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp tiếp theo, đó là phương pháp quang phổ hồng ngoại. Phương pháp quang phổ hồng ngoại thì chúng ta cũng đã được học về lý thuyết đo độ quang phổ hồng ngoại ở chương 3 rồi. Phần này thì mang tính là cô sẽ ôn tập lại, nhắc lại cho các em. Thứ nhất là về quang phổ hồng ngoại thì chúng ta thấy là ứng dụng chủ yếu là sử dụng cái vùng phổ hồng ngoại gần và hồng ngoại cơ bản, và cơ chế của nó chính là sự hấp thụ của các phân tử trong thực phẩm, chúng hấp thụ những cái bức xạ ở vùng phổ hồng ngoại này. Và ở đây chính là những cái liên kết của các nhóm chất trong các cái phân tử sẽ hấp thụ, và chúng ta sẽ đo cái năng lượng mất đi của các xạ đó. Thì trong phân tử protein có hai cái nhóm chất cơ bản, đó là amin là có tồn tại liên kết nitơ và hydro, còn nhóm chất thứ hai là carboxin với liên kết là C nối đôi O hoặc là C nối vạch O hoặc là O H nữa. Bởi vậy mà nó sẽ có một số nhóm đặc trưng và có một số chỗ như vậy nó sẽ bị hấp thụ đi. Thì đây là một cái ví dụ để cô có thể cho các em xem là đây là các cái sản phẩm khác. Ví dụ quercetin là một trong những thành phần của flavonoid,
hoặc là chất béo. Thì đối với protein thì chúng ta thấy có những cái vị trí hấp thụ rất là đặc trưng. Ví dụ như ở bước sóng 3300, cô xin lỗi, không phải là bước sóng mà là số sóng. Ở số sóng 3300 đến 3500 thì cái độ hấp thụ ở đây, giải hấp thụ này, giải bước sóng này sẽ phù hợp với cái độ hấp thụ của liên kết NH chúng ta vừa nhìn thấy ở slide trước. Hay là cái vị trí từ 1560 670 nanomet này, tức nghĩa là số sóng khoảng tầm 500 cho tới 1700 đó. Chỗ này là cái số sóng chứ không phải là micro nhé các em. Vậy thì ở đây là cái vị trí số 2, là vị trí mà có thể bắt nhờ màu các cái liên kết của các liên kết C nối đôi O, nó đặc trưng. Và vị trí này nó có thể là hình thành của các liên kết carbon với hydro. Và chúng ta sẽ thấy trong cái protein nó cũng sẽ có cái lượng carbon hydro nhất định, mà nó có cái tính có độ nhún, có độ hấp thụ ở đây, tuy nhiên không đặc trưng như các cái liên kết CH khác ở các cái loại phân tử khác. Nhưng mà chúng ta cũng dựa vào các cái dấu hiệu đặc trưng này thì chúng ta kết luận rằng đó có phải là protein hay không. Rồi, phương pháp này ứng dụng đã được trình bày ở trong cái chương 3, đó là sẽ ứng dụng để định lượng. Đầu tiên là định tính trước, sau đó là định lượng. Nếu mà định lượng thì thường định lượng các hàm lượng protein trong các mẫu như là mẫu sữa, mẫu các dạng hạt, ở đây là ví dụ như đậu nành hoặc là ngũ cốc hoặc là thịt, vân vân. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh, rất là nhanh, tại vì mẫu không cần chuẩn bị gì hết. Các bạn có mẫu và các bạn sẽ đưa trực tiếp mẫu ở trong thiết bị và đo đạc, cũng không cần sử dụng cái hóa chất nào để thực hiện các phép thử trộn hay là để cảm thấy ra. Đây là phương pháp này rất là nhanh, và cái kỹ thuật mà mình đo đạc cái thiết bị này cũng đơn giản. Các em cũng chỉ cần đưa mẫu vào và xong sau đó ấn nút là máy nó sẽ tự chạy, cho nên về cái quá trình huấn luyện thực hiện cái máy thì khá đơn giản, không phức tạp. Tuy nhiên nó có cái nhược điểm như sau, là cái thiết bị đo quang phổ hồng ngoại là mắc tiền, mắc hơn những cái thiết bị đo quang phổ khảo kiến, và chúng thường phải được hiệu chỉnh chính xác trước khi đo đạc. Đấy là ưu điểm của cái phương pháp quang phổ hồng ngoại. Chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp cuối cùng, đó là phương pháp đo độ hấp thụ ở bước sóng 280 nanomet cùng từ mạng. Đối với phương pháp này thì chúng ta sẽ thấy cái nguyên tắc của nó là chúng dựa vào cái khả năng hấp thụ bức xạ ở bức sóng 280 nanomet của hai loại axit amin, đó là tryptophan và tyrosine. Và các bạn thấy ở hình mô tả ở đây là tyrosine và tryptophan đều có đỉnh hấp thụ ở bức sóng 280 nanomet và rất là đặc trưng, rất là mạnh. Cho nên người ta có thể ước lượng được cái hàm lượng của các axit amin này. Và dựa vào cái đặc điểm thứ hai nữa mà người ta có thể thành nên phương pháp này, đó là cái tỷ lệ hay là cái hàm lượng tyrosine và tryptophan trong mỗi loại thực phẩm là ổn định. Nó cũng giống như là hàm lượng nitơ ở trong phân tử protein cũng có tính ổn định trong các sản phẩm protein cùng loại. Bởi vậy mà người ta sẽ tính được cái tỷ lệ phần trăm của hai anh này trong phân tử protein. Sau đó là người ta sẽ đo đạc hàm lượng của hai anh này trong các mẫu phân tích, sau đó dùng phương pháp gián tiếp để suy ra hàm lượng protein có trong mẫu. Đây là cái công thức hóa học của tyrosine và tryptophan. Chúng ta thấy đây là các axit amin vòng thơm, chỉ là một hai trong số các axit amin vòng thơm, còn trong các axit amin còn có những axit amin vòng thơm khác nữa nha. Thì chúng ta thấy rằng là cái phương pháp này có thể áp dụng được trong việc phân tích protein trong các sản phẩm sữa và thịt. Ưu điểm của phương pháp này là nhanh và tương đối nhạy. Tức nghĩa là xác định hàm lượng protein tương đối thấp, tương đối thôi. Nhanh thì đương nhiên rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị mẫu cho phương pháp này. Có một số mẫu chúng ta sẽ phải chuẩn bị dạng dung dịch. Thường thường ta đo UV là ta sẽ chuẩn bị mẫu ở dạng dung dịch. Thứ hai là nó ưu điểm thứ hai là có một số muối ammonium phát, tức nghĩa là NH42 là SO4, và một số muối phosphorus khác ở trong dung dịch mẫu phân tích nó không ảnh hưởng tới cái việc hấp thụ này.
đấy là một cái mừng, bởi vì nó ít ảnh hưởng tới kết quả phân tích. Và ưu điểm thứ ba nữa là dung dịch mẫu thường là chúng ta có thể tái sử dụng, ta không có cho hóa chất vào, cho nên chúng ta có thể sử dụng ngay cái dung dịch mẫu đi đo các cái phương pháp phân tích khác. Cái điều đó cũng rất có ý nghĩa khi các bạn làm thực hành, các bạn làm thực nghiệm nha. Nhược điểm của phương pháp này như sau, là có một số thành phần khác, ví dụ như là axit nucleic, tức nghĩa là DNA và RNA trong các cái gen á, của mỗi tế bào, khi chúng ta nhìn ra thì nó cũng có thể có lẫn vào trong dung dịch chất phân tích, và chúng cũng tụ ở cái bức sóng khoảng 280 nanomet này, cho nên nó cũng ảnh hưởng tới kết quả đo đạc. À, cũng ảnh hưởng tới kết quả đo đạc. Thứ hai là các axit amin phòng thơm, tức nghĩa đang ám chỉ tới tyrosine và tryptophan á, là nó sẽ khác nhau ở mỗi loại protein khác nhau, cho nên chúng ta cần phải biết được cái tỷ lệ hay là biết được cái hàm lượng của hai loại axit amin này trong mỗi loại protein là bao nhiêu. Thường để biết được cái tỷ lệ này, chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật đo xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Cái phương pháp này các bạn học vào đến chương trình cao học chúng ta mới học. Thứ ba, nhược điểm thứ ba tức nghĩa là cái đo cái quang phổ hấp thụ UV ấy, là cái dung dịch này phải trong, kể cả là vis cũng phải là trong, nhưng mà riêng đo UV thì dung dịch phải không có màu, nghĩa là dung dịch trong suốt. Nếu dung dịch có màu thì bạn phải đo cùng UV, và nói chung có màu nó sẽ ảnh hưởng đến việc vào ở vùng UV ha. Có một dung dịch có màu thì chúng ta sẽ đo ở vùng khả kiến. Nhược điểm thứ tư là cái hệ thống mà đo đạc trong sạch, đó là các cái cuvette. Thông thường bạn sẽ sử dụng cuvette thạch anh, không được sử dụng cuvette thạch tinh, không được sử dụng cuvette thủy tinh cho cái việc đo đạc độ hấp thụ ở vùng bức sóng UV là vùng thủy ngoại. Và khi các bạn làm đối với thí nghiệm này thì cái việc tay các bạn cầm vào cái chỗ cái mặt cái cuvette và để ánh sáng xuyên qua thì vân tay hiện lên nó cũng ảnh hưởng tới kết quả. Bởi vậy mà thí nghiệm bạn phải chuẩn bị những cái khăn giấy mềm để có thể lau sạch bề mặt kính trước khi chúng ta đặt vào thiết bị để đo đạc. Rồi, như vậy là cô đã giới thiệu với các em toàn bộ 8 nhóm phép thử phân tích hàm lượng protein trong mẫu thực phẩm. Thì ở đây cô sẽ tóm lại một số ý chính bài học này như sau. Thứ nhất là mỗi phương pháp hoặc mỗi nhóm phương pháp khác nhau đều dựa trên cái đặc tính đặc trưng của protein hoặc là của các cái axit amin ở trong phân tử protein. Ví dụ như đối với phương pháp Kendall và Dumas thì dựa trên cái nguyên tắc là đo hàm lượng nguyên tơ tổng trong mẫu tích. Đối với phương pháp quang phổ hồng ngoại thì sẽ đo độ hấp thụ của các cái liên kết trong cái cũng không chỉ là liên kết peptide đâu mà còn các liên kết nhóm chức nữa ở cái bước sóng nhất định ở vùng vòng ngoại. Đối với cái phương pháp Lowry hoặc là phương pháp Curette thì ảnh dựa trên cái tương tác giữa các liên kết peptide với đồng hai cộng. Ở đây phương pháp Curette là chủ yếu, còn phương pháp Lowry thì nó còn có cơ chế là khử đồng hai cộng tạo thành đồng một cộng, sau đó là cái đồng một cộng sẽ tạo phúc với thuốc choline. Đối với phương pháp nhóm phương pháp thứ tư là dựa trên cái khả năng hấp màu của thuốc nhuộm là khả năng hấp thụ của các axit amin đặc trưng ở trong phân tử protein, ví dụ một số hay là chủ yếu là các cái axit amin có tính khử, nó sẽ khử đồng hai cộng tạo thành đồng một cộng rồi sau đó bắt nối với thuốc nhuộm, hoặc là nó sẽ hấp thụ cái bức xạ ở một trong cụ thể nào đó. Và nhóm phương pháp cuối cùng là phương pháp PCA. Ở đây phương pháp PCA nó có cái đặc điểm cũng giống như phương pháp Lowry là khử đồng hai cộng, nó dựa trên cái nguyên tắc là cái tính khử, cái khả năng khử số axit amin trong phân tử protein khử đồng hai cộng ở trong được môi trường kiềm. Và nói chung các cái phương pháp phân tích này khác nhau về tốc độ đo đạc cũng như là cái độ nhạy, là khả năng phát hiện được protein trong mẫu ít hay nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào cái mục đích phân tích thí nghiệm của mình để chúng ta đưa ra một cái lựa chọn cách thử phù hợp.
Nếu cái mục đích của mình là để kiểm soát chất lượng trong dây chuyền sản xuất như cô đã nói, thì chúng ta cần một cái kết quả nhanh chóng để chúng ta đưa ra quyết định để sản xuất tiếp hay là chúng ta sẽ điều chỉnh gì so với cái kết quả. Bởi vậy mà một cái phương pháp phân tích nhanh là cần thiết, còn độ chính xác thì cũng tương đối. Còn đối với cái phương pháp mà có độ nhạy để phân tích hàm lượng thì rất là thấp, nó sẽ phù hợp với các phương pháp này, ví dụ Lowry phân tích hàm lượng nhưng với cái số lượng rất là thấp ở trong mẫu thực phẩm. Có một số phương pháp là phương pháp mà tạo phức màu á, mà đo đạc không trực tiếp, ở đây đang ám chỉ tới cái phương pháp tắt màu thuốc nhuộm với thuốc thử anionic, tức nghĩa là cô nhắc lại cơ chế của phương pháp này là protein sẽ tạo phức với thuốc thử rồi sau đó tạo kết tủa, chúng ta sẽ ly tâm loại kết tủa và đo cái độ hấp thụ của cái lượng dư. Thì đối với cái phương pháp này chúng ta sẽ phải dựa vào phương trình đường chuẩn, dựa vào hai phương trình đường chuẩn. Phương trình đường chuẩn thứ nhất là cái mối tương quan giữa nồng độ thuốc nhuộm với cái độ hấp thụ của cái dung dịch thuốc nhuộm này để xác định. Sau đó là chúng ta dựa vào phương trình thứ hai là dựa vào mối tương quan giữa cái hàm lượng hay cái nồng độ của thuốc nhuộm với cái lượng protein mà nó bắt cặp. Thường thường thì các cái phương trình đường chuẩn đó chỉ hoặc là gọi là cái chuẩn chung chúng ta cần phải xây dựng trước đó, và hàm lượng protein lúc đó sẽ xác định trên lan để làm chiếu. Rồi coi như là nội dung của cái bài học này là cô kết thúc ở đây, và các cái phương pháp cũng đã được đề xuất với các em. Trong nội dung vừa rồi các em có câu hỏi hoặc là có cái đặc điểm nào, cái điều nào mà chưa rõ đề xuất luôn thì cô sẽ giải thích lại cho em. Các em còn nghe được không? Dạ nghe cô ơi. Ok, vậy nếu mà tạm thời các em chưa có câu hỏi thì các em cứ suy nghĩ tiếp. Bây giờ cô sẽ giới thiệu sang cái phần thứ hai là cái nội dung ôn tập của học kỳ của cái bài kiểm tra kế tiếp ha. Nội dung cái bài này, cái bài kiểm tra kế tiếp như sau, thì chúng ta sẽ kiểm tra chủ yếu là chương 4, chương 5, chương 6, tức nghĩa là bài về các phương pháp phân tích cho ẩm và protein. Tuy nhiên thì số kiến thức bổ sung các em cũng cần phải xem lại, đó là cái nội dung của chương 1 là cái cách tính toán ví dụ như độ lệch chuẩn hoặc các cái phương pháp xây dựng đường chuẩn, các em cũng phải xem lại ở chương 1. Chương 3 nữa là các em sẽ tìm hiểu về bản chất của phép cao quang phổ, không có câu hỏi lý thuyết trong bài kiểm tra chương cái phần 2 này. Tuy nhiên các bạn cũng sẽ phải hiểu để biết được cái cơ chế làm sao mà xác định được độ hấp thụ hay là cái chuyển qua hay là số công thức tính toán để liên quan tới cái bản chất là cái nào nó hấp thụ là phân tử hay là nguyên tử vân vân. Thì đấy là nội dung cái bài kiểm tra sắp tới đây. Về thời gian và địa điểm kiểm tra thì cô sẽ thông báo luôn và yêu cầu trước khi mà các bạn đến cái làm bài kiểm tra thì có một số yêu cầu như sau. Thứ nhất là các em nên đến sớm 5 phút trước khi thực hiện, trước khi đến giờ kiểm tra. Thứ hai là các em cần phải kiểm tra tài khoản đăng nhập của mình ở trang FHVMS. Nếu có vấn đề gì thì các em hãy xử lý nó trước khi các bạn tới làm bài kiểm tra. Thông thường thì có cái vấn đề như sau, cô theo kinh nghiệm tôi thấy các bạn thường là không đăng nhập được tài khoản ở tại phòng kiểm tra, tức nghĩa là trên một cái máy tính khác. Thường khi các bạn đăng nhập vào thì nó thường yêu cầu là hãy đăng nhập cái số cái mã mật mã mà nó gửi tới điện thoại của các em, và trong cái lúc lúng túng đó, các bạn thường nhập sai hoặc là nhập nhiều lần quá cho nên nó block luôn cái tài khoản của các em. Và khi nó một khi mà nó đã block rồi á thì chỉ có những nhân viên ở lầu 1 mới có thể xử lý được cho các em, mà họ thì chỉ làm việc ở trong giờ làm việc, cho nên cái lúc 5 giờ là lúc mà chúng ta không xử lý được nữa, nên các em cần phải kiểm tra điều này trước khi các em tới làm bài kiểm tra. Cái lý do mà nó cứ phải đòi hỏi bảo mật đó là ở trong tài khoản Gmail của các em á, nó đã
Nó đã tự động cái chế độ bảo mật 2 lần, cho nên khi mà em đăng nhập trên một cái thiết bị khác, nó thường yêu cầu cái bảo mật đó, cái mật mã đó. Bởi vậy nếu mà bạn nào đó có thể mò vào cái phần mà phần option đó ở trong cái tài khoản Gmail của mình nhé, để mình bỏ cái chế độ mật mã 2 lần đó đi thì sẽ tốt hơn. Hoặc là các em thao tác thử trước về cái việc đăng nhập tài khoản của mình trên một cái thiết bị hoàn toàn mới, không phải là thiết bị mà các em có sẵn, tại vì trên máy của các em thì thường các em đã lưu rồi, cho nên nó không có hỏi bảo mật gì hết. Vấn đề thứ ba là các em cần phải đến đúng lớp kiểm tra. Ví dụ trên cái thời khóa biểu của em đang học cái giờ này, em đến kiểm tra vào cái giờ này thì các em phải đến đúng lớp, tại vì nếu em đến khác lớp thì cái lớp kia không có mở bài kiểm tra vào cái giờ đó, mà em cũng không có quyền đăng nhập vào cái giờ đó để kiểm tra được. Nên để đảm bảo là mình có thể đăng nhập kiểm tra thì các em nên đến đúng lớp kiểm tra, vì các em chỉ có thể vào được cái lớp đó chỉ đăng online thôi. Từ một số trường hợp, ví dụ như bạn nào mà có trường hợp khó khăn hoặc môn nào khác đó thì có thể thỏa thuận với cô sẽ hướng dẫn cho các em. Nói chung các em cũng sẽ đến vào cái giờ mà các em có thể đến được, cô sẽ làm một cái công việc thêm cho các em ở đây. Nó sẽ hơi khó khăn nhưng mà sẽ phải khắc phục, cố gắng hạn chế trường hợp này. Vì thời gian và địa điểm kiểm tra thì lớp chúng ta là lớp thứ hai và tiết mục thứ hai, cho nên là chúng ta sẽ kiểm tra vào ngay chính cái giờ này luôn, vào thứ hai tuần sau, ngày 14 tháng 12. Tiết kiểm tra là tiết mục hai và phòng máy là phòng A3102 và A3104. Đấy là hai phòng máy, cô mượn luôn 2 phòng. Tỷ lệ của các cái phòng, cái máy tính mà có thể làm việc được thì cũng phát xuất gặp nhiều lắm, cho nên là cô cũng dự tính trước là nếu trường hợp mà không bố trí được hết thì sẽ có một vài bạn sẽ tra K2. Mỗi ngày kiểm tra sẽ khoảng tầm 50 phút thôi, cho nên là chúng ta sẽ còn một vài bạn sẽ thì giờ vào K2. Còn nếu mà bố trí được hết thì tốt, không thì chúng ta sẽ thực hiện như vậy. Bạn nào kiểm tra xong K1 rồi thì có thể về, các bạn cứ đến tập trung một lúc đấy, thông cảm việc cô không thể mượn được cái phòng lớn như đã dự định, và cũng như là các cái ngày đã thống nhất các em trước đó. Khi đã thống nhất rồi nhưng đến lúc mượn được phòng đã bị người ta mượn mất rồi, thành ra là không có phần nữa, không có cách nào khác nữa. Rồi thì bây giờ cô sẽ nói về cái phần ôn tập, bài tập. Bài tập này cô đã yêu cầu các em tính thử trong cái video clip số 1 của phần bài giảng đầu tiên. Không biết là đã có bạn nào tính được chưa? Tính được rồi thì cho cô biết, cho các bạn ở đây biết, cô sẽ tính điểm cộng cho. Đã có ai làm được bài đó chưa? Đã có ai làm được bài kiểm tra đó chưa các em? Các em có thấy cái yêu cầu làm bài kiểm tra đó ở trong tai nghe của cô không? Rồi có rồi, ok, bạn nào nói có là bạn đã có xem video clip của cô rồi đó. Còn bạn nào mà không, im lặng hoặc là không nói gì là chắc là chưa xem bài rồi, đúng không? 99% rồi đó. Rồi bây giờ qua câu hỏi thứ nhất là có rồi thì có làm được không, hoặc là đã thử làm chưa, hay là cô đã cố tình ngắt cái video clip số 1 ra để có bài tập đó, các em có thời gian làm bài tập nhưng mà không biết là có làm không, hay là mở luôn clip số 2 xem luôn. Đây là điều kiện để được cộng điểm cộng đây. Không có ai phản hồi tức nghĩa là chưa có ai làm đúng không? Chưa có ai làm được và cũng chưa có ai làm thì đó. Thế giờ cô sẽ sai rồi, 39,55 nhiều quá, sai rồi.
Có tổng của hai mẫu. Mình không phải tổng, em sẽ lấy giá trị trung bình thôi. Em có viết ra giấy hay là có file trên máy tính không? Em share màn hình lên là cô sẽ mở cái màn hình của em lên để lên đây cô nhìn thấy. Tú. Em có chụp hình chưa? Em có chụp hình không? Hay là bây giờ có thể mở quay camera vào cái tờ giấy đó rồi share cái màn hình của em lên. Hoặc là em có thể gửi ngay qua Zalo cho cô để cô mở luôn cũng được. Em có thể gửi cái chụp cái hình này gửi qua Zalo cho cô. Bấm số điện thoại của cô là 0972 209 396. Rồi, các em có thấy bài tập của bạn chưa? Đây bạn làm ha, mẫu đã phân tích được ấm là 8% khối lượng mẫu 1, khối lượng mẫu 2, thể tích của các axit đúng rồi. Và đây nồng độ của HCl, tính hàm lượng protein trên hai mẫu, cả hai mẫu ở chỗ này bạn em có chút nhầm chút, không phải là tính trên cả hai mẫu mà là tính hàm lượng protein trung bình theo cái mẫu khô và theo mẫu ướt đó. Biết protein đậu là bao nhiêu, thực ra là phải biết cái hàm lượng nitơ trong protein cái hạt đậu đó là 17,5%, tức nghĩa là cái phần trăm cái mỗi một cứ 100 gram protein thì trong đó có chứa 17,5 gram nitơ. Rồi bây giờ em thay thế vào công thức mà cô đã hướng dẫn cho em ha, và cái 1.000 này phải xuống dưới mẫu chứ. Em chia luôn trên đây cũng được, ok. Rồi nồng độ này 22 22, chỗ này em quên mất một điều là mình sẽ phải lấy cái thể tích chính xác, tức nghĩa là phải trừ đi mẫu đối chứng nữa. Mẫu thể tích của dung dịch HCl sử dụng thì trừ đi 0,2 nữa là mẫu đối chứng. Rồi sau đó là em chia ra và có cái kết quả như vậy. Nhưng mà kết quả thì nó cũng không lệch nhiều đâu. Rồi xong sau đó là mẫu thứ hai, đây là phần trăm nitơ. Thì nitơ ủa cái này là nitơ của mẫu trắng. Em tính nitơ của mẫu trắng nó riêng hả? Rồi xong sau đó mình trừ đi ra nitơ này. Cô nghĩ là chắc là cũng được, nhưng mình có thể gom vào một công thức này ở trên này luôn ha. Và đây là ra cái phần trăm nitơ 1,2. Sau đó là protein tổng sẽ bằng protein 1 cộng protein 2 và bằng cái này. Chỗ này thì em chỉ có nhầm cái là ở cái cộng hai cái đó vào với nhau. Cô hiểu rồi, lẽ ra là phải tính trung bình. Như vậy cũng khuyến khích cũng rất tốt rồi ha. Cô sẽ cộng điểm cho bạn Tú. Bây giờ cô sẽ giải cái bài giải này cho các em cùng xem. Sau các em sẽ thấy là nội dung của cái bài này như thế này, là một cái mẫu hạt đậu loại đậu nào đó nó phân tích hàm lượng protein. Ở đây có từ induplicate, tức nghĩa là lặp lại hai lần, hoặc là triplicate, tức nghĩa là lặp lại ba lần. Và các bạn nhớ rằng là trong phân tích là luôn luôn có độ lặp lại, không bao giờ người ta đo có một lần. Cho nên các bạn phải nhớ cái điều đó là phải lặp lại. Như cô đã nói đấy, còn lặp lại rồi xác định xem độ trụ của nó nữa mà. Rồi mình xác định xem cái độ lệch chuẩn của nó nữa. Nếu nó lệch nhau nhiều quá lại bạn phải lặp lại nữa. Lúc đó kết quả mới có tính đại diện.
Nếu bạn làm có một lần rồi bạn kết luận luôn là không hay, điều đó là không thể hiện tính đại diện. Thì nhỡ đâu bạn lặp lại nay thế này mai thế khác, đấy không phải là kết quả đúng. Sử dụng bằng phương pháp thiên nam. Dữ liệu thì đã được trình bày ở đây, cũng như bạn đã, Tú mới dịch ra, đó là hàm lượng ấm. Thuật ngữ này chúng ta cũng đã biết ở trong phần phân tích ẩm rồi, và ở nhà thì các em cũng có thể tra từ điển và xác định được đó cái từ mới. Phân tích ẩm là 8%, khối lượng của mẫu 1 là bằng 1,015 gram, khối lượng của mẫu 2 là 1,025 gram. Cái nồng độ đương lượng mol của HCl sử dụng trong quá trình chuyển đổi là 0,1142 nồng độ đương lượng mol. Thể tích của HCl sử dụng để chuyển đổi cho mẫu 1 là 22 ml, thể tích HCl sử dụng chuyển đổi cho mẫu 2 là 22,5 ml, và thể tích của HCl sử dụng cho mẫu đối chứng là 0,2 ml. Thì cái này trong bài giảng các bạn đã hiểu rõ cơ chế của tan rồi thì các bạn mới hiểu được ý nghĩa của từng cái anh này là gì. Và thứ hai nữa là cô có nói là trong một số trường hợp người ta sử dụng loại axit có chứa cái nitơ thì người ta phải sử dụng một đối chứng. Vậy trong trường hợp sử dụng một đối chứng này thì thể tích thực sự tham gia phản ứng chuyển đổi cho cái nitơ của mẫu á, thì sẽ phải bằng tích của HCl trừ đi thể tích của HCl cho mẫu đối chứng. Yêu cầu là tính hàm lượng protein thô trên cả cái mẫu ẩm và khối lượng mẫu khô, đó là trên cả hai cái trường hợp này. Và biết rằng hay là cho rằng là mỗi một cái phần cái protein của cái hạt đậu này có chứa 17,5% nitơ, tức nghĩa là có 100 gram protein thì sẽ có 17,5 gram nitơ. Hay bây giờ tính toán cái bài này, bạn ghi ra cái dữ liệu đề bài giống như bạn Tú làm đó, rồi sau đó là các em sẽ thay thế vào công thức thích cho các em thôi. Thì chỉ có điều làm ở đây gom lại một bước là lấy thể tích của HCl trừ đi trong mẫu một trừ đi mẫu trứng, rồi sau đó là thay thế vào. Kết quả của cô cũng giống như kết quả của bạn ha. À, đây là phần trăm nitơ, sau đó sẽ tính ra phần trăm của protein thô trong mẫu một là nhân với hệ số chuyển đổi. Hệ số chuyển đổi ở đây sẽ phụ thuộc vào hàm lượng nitơ có trong mỗi loại protein khác nhau. Các bạn sẽ nhân 100 chia cho 17,5 là ra hàm lượng protein. Tương tự như vậy cho cái lần thử thí nghiệm thứ hai là kết quả 9,80%. Yêu cầu là tính hàm lượng protein trong mẫu ban đầu đó dưới hai cách là trên mẫu khô và trên mẫu ướt. Thế giờ các em kết nội dung của cái lý thuyết ạ. Cô cũng đã gửi cho các em là cô có nhấn mạnh là tính trên mẫu khô, tức nghĩa là cái mẫu phân tích này đã được loại ẩm, mẫu ban đầu đã được loại ẩm. Còn nếu mà tính mẫu ướt, tức nghĩa là mẫu ban đầu có chứa ẩm. Bởi vậy mà chúng ta nên xem xét kỹ cái đề bài ở đây ha. Đề bài ở đây nó nói là một cái mẫu dehydrated, tức nghĩa là mẫu nó loại ẩm. Mình có thể hiểu rằng là đấy là khối lượng mẫu khô, cái khối lượng mà nó đang ghi ở đây này này là khối lượng mẫu khô. Cho nên cái hàm lượng protein mà mình đang tính toán ở đây là đang tính trên mẫu khô luôn rồi. Bởi vậy mà mình sẽ có hàm lượng phần trăm protein trên cái mẫu khô là trung bình cộng của hai này. Còn nếu điều này có nghĩa là 100 gram mẫu khô sẽ có chứa 7,5 gram protein. Và chúng ta sẽ tính trên mẫu ướt. Vậy thì trên mẫu ướt thì có 8% ẩm, cho nên 100 gram mẫu ướt thì nó chỉ có 92% mẫu khô thôi. Bởi vậy mà phần trăm protein theo mẫu ướt sẽ bằng cái khối lượng protein này nhân với 92 và chia cho 100%. Kết quả là 18,165%. Thì cái bài các bạn lưu ý là cái hàm lượng chất khô nào đó thì trong mẫu ướt thì luôn luôn thấp hơn trong mẫu khô, bởi vì trong mẫu ướt nó có chiếm một phần trăm ẩm nữa. Đấy là cái dấu hiệu. Thì, nếu giả sử hoặc là trong cái giáo trình mà cô đưa cho các em á, thì người ta có đưa ra cái dữ kiện là dehydrated, nhưng mà người ta cũng không suy xét cái giá trị này. Nếu giả sử bạn nào đó không hiểu chỗ này
vẫn làm đúng trong cái bài tập này thì cô sẽ chấp nhận trong cái lần này. Còn lần sau khi các bạn làm bài tập thì các bạn cũng chú ý dùng cái từ này để xem là mẫu đó là mẫu khô hay là mẫu ướt nha. Còn nếu giả sử các bạn không để ý từ này, các bạn tính toán đó là mẫu ướt ban đầu để khối lượng mẫu ướt thì cách tính cũng tương tự, các em sẽ tính hàm lượng protein trên lần đo thứ nhất, sau đó tính hàm lượng protein trên lần đo thứ hai, rồi cái phần trăm protein mà mình chung mình cộng lại đó chính là phần trăm protein trên mẫu ướt. Bởi vì mình không biết được giờ đó là mẫu khô mẫu ướt, nếu đề bài không nói thì mặc định cho đó là cái khối lượng mẫu ướt luôn nha. Sau đó là mình sẽ tính hàm phần trăm trên mẫu khô. Vậy thì trên mẫu ướt này là cứ 100 gram mẫu ướt sẽ có 92 phần 92 gram mẫu khô và có 19.745 gram protein. Vậy thì trong 100 gram mẫu khô sẽ có là cái lượng này nhân với 100 và chia cho 92 và bằng 21.62. Thì đây là cái hàm lượng protein trong mẫu khô. Và bạn luôn thấy là hàm lượng protein trong mẫu khô thì cao hơn hàm lượng protein trong mẫu ướt. Thì đấy là cái đặc điểm ha. Các em thấy là cái bài tập này nó có cái chỗ giải nó sẽ tính theo kiểu này. Rồi, đấy là bài tập đầu tiên. Có khó không các em? Hiểu chứ? Hiểu là hiểu bài hơn cả lớp. Rồi, ok. Vậy cô sẽ chuyển tiếp sang cái dạng bài tập thứ hai để ôn tập cho các em. Đó là bài mà có đề bài như sau. Bài này lẽ ra là kiểm tra vừa rồi cũng khó nhưng mà chúng ta làm trên giấy nên không thuận lợi. Cô sẽ cho kiểm tra ở cái bài bài này, bài này lần thứ hai và nó cũng liên quan đến cái chương học của chúng ta luôn. Đề bài là 7,5 ml của một cái protein nào đó, một dạng protein nào đó mà nó thu được trong một cái phương pháp nào đó không quan trọng mà nó được phân tích bằng phương pháp PCA. Mà phương pháp PCA tức nghĩa là đo quang phổ rồi đấy. Và giá trị độ hấp thụ ở cái bước sóng 560 nanomet của 1 ml cái phân tử 1 ml cái protein này là 0.36, độ hấp thụ không có đơn vị. Rồi sau đó người ta xây dựng đường chuẩn với BSA, nghĩa là huyết thanh bò, thì có cái dữ kiện đề bài là nồng độ của huyết thanh bò sẽ tăng từ 0.2 cho tới 1 mg trên ml. Lỗi lúc nãy cô sửa cho cái nhóm kia, cô sửa thành microgram để nói về một cái trường hợp thứ hai mà cô chưa sửa lại. Thì đơn vị là BSA là mg trên ml và độ hấp thụ trung bình của các cái mẫu này tương ứng là 0.24 cho tới 1,11. Và yêu cầu là hãy sử dụng phần mềm Excel để dựng đường chuẩn. Sau đó sẽ tính lượng protein mà có tổng trong cái 7,5 ml cái cân nặng protein này này là bằng bao nhiêu. Lượng protein ở đây được tính là đơn vị mg luôn. Vậy cái bài này sẽ giải quyết như sau. Sẽ phải sử dụng phần mềm Excel. Thì đây là cái kết quả của cho các em xem luôn, là mình sẽ xây dựng đường chuẩn thì mình sẽ copy cái dữ liệu này ra và sau đó là mình sẽ xây dựng cái đường chuẩn này. Thì để xây dựng đường chuẩn này thì các cái dữ liệu của xếp theo chiều dọc, bởi vì là Excel nó sẽ giải quyết theo chiều dọc. Rồi sau đó là bạn sẽ xây dựng đường chuẩn, xác định được cái phương trình chuẩn ở đây, rồi sẽ thế vào để mình tính toán được cái hàm lượng protein trong 1 ml dung dịch protein, sau đó là trong 7,5 ml dung dịch protein. Thì đấy là về tổng quát. Bây giờ cô sẽ giới thiệu, cô sẽ làm lại từ đầu để cho các em xem ha. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ copy cái dữ liệu. Rồi, copy dữ liệu vào trong phần mềm Excel. Rồi vì nó là phải chuyển hàng tập cho nên bạn gõ lại thôi. ABS này, rồi trong đó là AB, và cô xin lỗi bên này là albumin thì phải là BSA này. Rồi bên này là ABS này, nhớ là viết ký hiệu khác nhau để cho khỏi nhầm lẫn. Đây là nồng độ của chất chuẩn, còn đây là cái độ hấp thụ. Nồng độ của chất chuẩn là 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 và 1.
tăng dần đều lên. Còn độ hấp thụ sẽ là 0.24, 0.5, 0.79, 0.98 và 1.1. Các bạn nhìn thấy là 0.8 này là bị sai cái dấu phẩy nên nó hiểu dạng text nên em sẽ gõ lại. Rồi. Ai mẹ đâu có đi đi nè, đi xuống dưới kia nè, mẹ nhớ mở tivi mẹ cho xem tivi đó, đóng cửa lại cho mẹ nha, đóng cửa lại. Rồi, ok. Rồi, như thế này, các em sẽ quét cái dữ liệu rồi xong sau đó các bạn vào insert để chọn cái chart, tức là mình sẽ xây dựng đồ. Ở đây mình sẽ chọn theo kiểu scatter và các bạn sẽ chọn cái kiểu chấm chấm này này. Rồi sau đó bạn muốn thể hiện cái phương trình lên thì bạn sẽ bấm chuột trái vào một cái điểm nghiệm bất kỳ nào đó. Rồi sau đó là bấm chuột phải để chọn cái chỗ add trend line, tức nghĩa là sẽ thêm cái đường đường hồi quy đấy. Đây là phương trình đường hồi quy. Sau khi bạn add xong là nó có phương trình luôn rồi. Cái này mình sẽ tính, mình sẽ để nó hiện ngay cái phương trình giá trị R mình lên luôn. Thì đây là cái giá trị mà phương trình mà mình đang cần tìm. Các bạn cũng có thể thực hiện tính tay theo, các bạn có thể thực hiện tính tay theo, xin lỗi ha. Các bạn có thể tính tay để xác định được hệ số A này, hệ số B theo cái phương pháp truyền thống. Nhưng mà chúng ta có máy tính, chúng ta có kỹ thuật số thì chúng ta có thể sử dụng nó để tính toán luôn cho nó nhanh và chính xác hơn nha. Rồi các bạn có công trình rồi thì bây giờ các bạn sẽ phải xem lại cái đề bài của mình nó nói gì nữa nào. Nó nói là 1 ml cái protein đó thì sẽ đo độ hấp thụ là 0.36. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là 1 ml thì cho lại cái dữ kiện đề bài thôi thì đo độ hấp thụ, cô ghi vào cái cột độ hấp thụ là 0.36 và phương trình này đi bằng x cộng b, bạn sẽ phải biết được rằng là cột trục tung ở đây chính là giá trị độ hấp thụ, còn trục hoành đó là nồng độ của huyết thanh bò, nồng độ của chất chuẩn có đơn vị là miligram trên miligram trên trên ml. Bây giờ cô ghi ở đây cho các em rõ này, ở đây là BSA và có nồng độ là miligram trên mililit. Vậy thì ABS rồi, vậy thì chúng ta sẽ tính được cái nồng độ của BSA bằng cách là chúng ta sẽ thế vào phương trình này thì 0.36 đó là y, vậy chúng ta tìm x thôi. X sẽ bằng là 0.36 trừ đi 0.058 chia cho 1.11, nhớ là đóng bằng ngoặc nha. Thì đây là cái nồng độ miligram chất chuẩn là BSA, hay mình nói là chính là protein theo cái chất chuẩn này đó, là đây là nồng độ, ở đây là hàm lượng protein có trong 1 ml dung dịch protein, có trong 1 ml và nó có đơn vị là miligram nha. Bây giờ đề bài hỏi cái gì? Đề bài hỏi mình là hãy tính hàm lượng protein đơn vị là miligram trong cái phân đoạn này, tức nghĩa là trong 7.5 ml. Vậy thì các em tính tam suất là nó sẽ ra thôi. 7.5 ml thì sẽ có hàm lượng protein là bằng cái số lượng tính trên 1 ml nhân với 7.5. Vậy là đã ra hàm lượng protein trên 7.5 ml và mình sẽ ghi đáp án là 2.040. Để các bạn cô cứ nhớ là ghi 4-3 chữ số sau đó phải cho cô là được. Vậy ha. Thì đấy là xong cái bài tập này rồi. Lưu ý một điều là các bạn chú bây giờ như vậy là để làm cái bài tập này thì chúng ta sẽ có các cái bước như sau. Bước 1 là chúng ta sẽ dựng phương trình đường chuẩn Excel. Bước 2 sẽ thay cái giá trị độ hấp thụ đo được đó vào phương trình để tìm nồng độ của chất phân tích trên một đơn vị đo nào đó. Và bước thứ 3 là phải lưu ý đơn vị đo.
lưu ý đơn vị đo trong cái quá trình tính toán để điền đáp án sao cho đúng, bởi vì kết quả cô chấm chấm trên đơn vị đo cho nên trên trên kết quả, cho nên là nếu bạn là không chuyển đơn vị đo thì cái máy nó cũng sẽ không cho đáp án đúng đâu, cho nên các bạn chú ý đơn vị đo ha. Nếu mà bạn mà điền không đúng đơn vị đo thì cô sẽ cho được một phần điểm của cái bài đó, chứ không đến nỗi là không cho điểm nào thì cũng tội cho các bạn, nên cô sẽ cho một phần điểm. Thì các bạn sẽ xem ở đây, ví dụ trong trường hợp này là đề bài mà cô yêu cầu ở đây là cô ghi ở đây này, nếu mà PSA mà cho đơn vị là microgram, giống như lúc nãy cô cho trường hợp đó, là nếu mà PSA đo là đơn vị microgram thì kết quả mình sẽ phải điều chỉnh như thế nào. Thì các bạn thấy này, đây là cái trục hoành, đơn vị của nó là microgram, microgram. Vậy thì cái lượng mà mình tính ở trong 1 ml này cũng phải là microgram, và mình tính trong 7,5 ml cũng là microgram. Vậy thì trong một phải quy đổi về miligram, tức nghĩa là phải nhân với 10 mũ trừ 3, và đáp án bạn cần phải là 0.002 chứ không phải là 2.040. Đó, thì đây đơn vị sẽ là miligram. Rồi, các em hiểu chưa? Em hiểu bài 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 thứ hai này chưa? Rồi, ok. Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang một cái bài thứ ba, bài dễ hơn nữa ha. Bài thứ ba này. Bài thứ ba này, đề bài là ta tiến hành phân tích một mẫu nào đó theo thứ tự các cái bước, thì là đầu tiên người ta cân khối lượng mẫu đầu có khối lượng bằng ngay, sau đó là sấy khô để xác định hàm lượng chất khô là nhiêu đây, mình có thể suy ra lượng ấm đó. Rồi mình sau đó người ta chích ly bằng ET để loại chất béo, sau đó là xác định hàm lượng chất khô bằng bao nhiêu, trong chất khô này là còn chứa protein, khoáng và carbohydrate. Sau đó thì cái hỗn hợp này lại tiếp tục cho hóa khô và xác định được cái khối lượng này, thì cái khối lượng này sau khi cho hóa thì đó chính là hàm lượng cho luôn. Yêu cầu là tính phần trăm lượng cho trong mẫu phân tích. Trong mẫu phân tích bài này em có muốn thử làm không? Không muốn thử làm luôn không? Cô sẽ cho các bạn được điện để thử. Có muốn thử làm không hay muốn cô giới thiệu luôn? Rồi, ok, vậy cô giới thiệu luôn ha. Bài này thì khá là đơn giản. Các bạn sẽ thấy này, phần trăm của một chất nào đó sẽ bằng khối lượng của chất đó chia cho khối lượng của mẫu. Tùy thuộc vào là mẫu trên chất khô hay là mẫu trên hay là mẫu ướt mà mình sẽ tính. Phần trăm của cho thì ở đây chúng ta thấy là sau khi cho hóa khô chúng ta thu được khối lượng thì đấy là khối lượng của cho rồi. Ta có luôn dữ liệu 0.0223 và chia cho mẫu mẫu ban đầu thì nó chính là bằng mẫu lúc đầu cân này 1,993 từ nhân 100, và kết quả sẽ bằng là 1,16%. Đơn giản đúng không các em? Trong bài này thì chỉ đánh giá cái khả năng mà các bạn hiểu được các cái quá trình, các bạn sẽ chọn một công ty để các bạn thiền. Thì bài tập nó có thể là yêu cầu tính phần trăm lượng cho trong mẫu ướt. Vậy thì mình đây là mẫu ướt, còn nếu mà tính hàm lượng cho mẫu khô thì bạn chia cho 1,0781 chứ không phải là chia cho con số trên này. Và sau này ví dụ như sau mà các bạn học hết cái phần lipid rồi thì cô có thể gọi là tính hàm lượng lipid, tính hàm lượng cho trong cái lipid hoặc là tính hàm lượng lipid thông qua các cái bước chuyển đổi như vậy, nên các bạn sẽ được học sẽ có tương tự để luyện tập.
Thì đấy là nội dung về phần bài tập mà cô dẫn các em ba cái dạng điển hình. Ngoài ra thì có thể có sự thay đổi một chút, nhưng mà về cơ bản là tiếng toán nó đều có cái bài tập áp dụng, các bạn có thể tham khảo ở ngay tài liệu mà cô đã gửi cho các em. Cô cũng đã nhắc các em là đọc cái tài liệu đó ngay từ đầu học kỳ rồi. Mỗi chương sẽ có câu hỏi củng cố ngay cuối bài, là study questions, hoặc là có bài tập practice problem được liệt kê ở đây. Thậm chí người ta còn hướng dẫn giải cho các em luôn answer để cho các em biết cách làm. Cho nên các em hãy xem bài đi, trong đó có mấy cái dạng đó thì cô cũng lựa chọn ở đây, thì cô cũng gọi là modify, thay đổi đi một chút xíu thôi chứ không có gì khác biệt hết. Ở trong đấy là bài tích ấn này, rồi ở đây là bài cho này, bài ấn có dữ liệu luôn, dữ liệu tương tự luôn, các em có thể tìm hiểu. Đó là về câu hỏi củng cố, có phần câu hỏi củng cố này, hoặc là phần câu hỏi củng cố các bạn cũng có thể có ngay cái danh sách câu hỏi mà cô đã gửi cho các em ngay từ phần đầu học kỳ, ở cái phần giới thiệu về môn học đó, có bộ câu hỏi và lý thuyết những vấn đề mà các bạn cần quan tâm trong cái môn học này, thì các em cũng nên xem đi, xem dần đi, có đến lúc thi đó là sẽ không kịp xem nữa. Hay là về bài protein, các em xem luôn. Chính hai cái bài vừa rồi thì là một protein là cô lấy nguyên văn trong này luôn. Ở là các bạn chưa tìm hiểu tất cả liệu cũng như là chưa sử dụng cái tài nguyên mà mình đang có. Cái tài nguyên quý giá nhất đó là những cuốn sách, nên các em đừng bỏ rơi nó. Tổ tác giả viết ra cho mình đọc mất bao nhiêu công sức rồi tự dưng mình lại cứ phải nặn óc ra để suy nghĩ khi mọi thứ nó đã có sẵn rồi, nó phơi bày rồi, mình không biết sử dụng những cái tài nguyên đó thì lãng phí. Thế em sẽ thấy này, bài tập này có sẵn luôn này, rồi cái phần thực hành hai bài này giống y chang. Thì các em xem cái đầu tiên thì nên tự giải trước để mình hiểu bản chất đã, sau đó mình có thể xem cái phần hướng dẫn. Khi các bạn thực hành nhiều lần thì các bạn sẽ có kinh nghiệm để đọc hiểu từ ngữ chuyên ngành cũng như là đọc hiểu về các bài tập. Trong cái bài này các bạn thấy là mặc dù nó ghi đề bài là dehydrated nhưng mà trong cái phần tính toán bài giải á là nó vẫn hiểu như cái cách thứ hai mà cô nói, tức nghĩa là nó cho rằng là cái hàm lượng này, khối lượng này là khối lượng của cái mẫu mà có chứa ẩm, nên là nó phân tích và nó tính cái giá trị trung bình của dữ liệu, chính là phần trăm protein trên hàm lượng mẫu ẩm. Vậy và sẽ dựa vào cái cách hiểu đề bài, đôi khi thì theo cái cách hiểu của cô trong chỗ này là mẫu mà đã loại ẩm tự nhiên là mẫu khô, cho nên hàm lượng chỗ này phải là hàm lượng chất khô. Thế đấy là một số cái điều mà các bạn phải lưu ý khi các bạn xem những giáo trình, thì khi mà mình đã tự hiểu rồi có thể phân tích lại những cái khía cạnh khác khi nhìn vào phần đó để mình hiểu các chất vấn đề. Rồi, thì đấy là lưu ý về phần tập. Cô chắc chắn là sau cái buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ về và xem những cái cuốn giáo trình và các phần bài tập đó đúng không? Rồi, Tú đã kịp tính ra. Ok em, lúc đấy cô không để ý tin nhắn nhưng mà sẽ tính điểm cộng cho bạn Tú Hoa rất là tích cực trong phần là bài tập. Rồi, bây giờ tiếp theo là một số câu hỏi lý thuyết. Một số câu hỏi lý thuyết mà có thể hỏi thì như cô đã nói là nội dung lý thuyết các bạn hãy xem một số cái vấn đề chủ chốt trong bài, tóm tắt lại những nội dung chính dễ ghi nhớ, và cái phương pháp của cô vẫn thường xuyên là hướng dẫn sinh viên cũng như là góp ý cho sinh viên về cách học, là các bạn phải tóm tắt lại thành mình, tóm tắt lại thành cái tờ giấy A4. Mặc dù giáo viên không cho bạn sử dụng tờ giấy A4 đó trong phòng thi nhưng nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Khi các em đã tóm tắt được, các em đã nhớ được một lần, đừng ỷ lại mà nhờ bạn nào đó tóm tắt rồi sau đó ô tô, tại vì cái đó cũng là của bạn mình thôi, nó không phải là của mình. Các em tất cả những các em cũng đã nhớ được một lần rồi, còn sau đó khi các em đã học được và các em có khả năng kể lại cho người khác nghe nữa thì chắc chắn là nó sẽ thuộc được các em hay khác. Thì dạng câu hỏi lý thuyết thì có một số các câu hỏi lý thuyết như sau,
đó là phương pháp nào sau đây được dùng để định lượng protein tổng để ghi nhãn thực phẩm. Điều này đánh giá khả năng dự đoán, cảm nhận cái lý thuyết và cũng như là một số kinh nghiệm thực tế. Các bạn sẽ thấy là ghi nhãn là phải quan trọng rồi, kết quả phải cân độ chính xác và định lượng protein tổng nữa. Vậy thì mình có những phương pháp nào? Câu hỏi sẽ cho một vài đáp án và các em sẽ đưa ra cái lựa chọn của mình. Nếu đáp án mà chỉ có một đáp án đúng thì các bạn sẽ bấm vào một đáp án, còn nếu có nhiều đáp án đúng thì các bạn hãy chú ý là có thể lựa chọn sai, là chắc chắn có thể lựa chọn sai là sẽ bị trừ điểm, bởi vì một số lựa chọn mà nó quá là phổ biến mà bạn vẫn còn bị sai thì trừ điểm. Và thông thường đối với cái câu hỏi mà nhiều lựa chọn thì sẽ có lựa chọn sai bị trừ điểm, nếu không thì các bạn chọn đúng hết thì luôn luôn có điểm thì không được, thì nó không có cái tính cân bằng cho cái câu trả lời đó, nên không được. Còn câu nào mà có một đáp án thì bạn cũng không bấm được hai cái đâu, hoặc là các bạn có thể nhìn thấy là nó ghi là select one, hoặc là câu nhiều đáp án thì nó sẽ ghi là select one or more, để các bạn chú ý điều đó. Đối với câu hỏi thứ hai, ví dụ trong công thức xác định độ ấm bằng giấy lưu cưỡng bức, các trường hợp sau đây sẽ dẫn đến sai số dương, sai số âm hay là không ảnh hưởng tới kết quả phân tích. Đây, trước tiên bạn phải sai số dương, sai số âm là gì? Sai số dương tức nghĩa là kết quả bạn đo đạt được nó sẽ lớn hơn với số thực hay là cái số 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 giá trị trung bình là đó mà bạn tham khảo. Còn sai số âm tức nghĩa là cái kết quả mà mình phân tích được nó sẽ thấp hơn so với cái số thực. Thì cái việc mà sai số âm, sai số dương này nó xảy ra thì là do lỗi của cái thao tác chúng ta tay chúng ta làm đấy, nó gọi là sai số ngẫu nhiên đấy. Vậy thì sai số đó nó do là làm số điểm là nó chưa đúng. Cô sẽ dẫn chứng ra một số các cái quá trình, một số cái cách làm mà nó có thể gây sai số, thì các bạn phải nhận định được rằng là cái quá trình đó nếu mình làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới việc tạo sai số dương hay sai số âm. Ví dụ như mình sử dụng nhiệt độ quá nhiệt chẳng hạn trong hộp giấy, bình thường thì giấy đối lưu thì chúng ta thực hiện ở 102, 105 độ, vậy mà em giấy ở 160 độ chẳng hạn thì điều này sẽ gây tới sai số âm, bởi vì là số hàm lượng chất bay hơi nó sẽ bị, mà không phải là ẩm lắm, có thể bị bay hơi khi mà giấy ở nhiệt độ quá cao, hoặc là carbohydrate nó sẽ biến đổi để tạo thành ẩm, lúc đấy thì cũng bị mất ẩm dẫn tới là sai số âm, bởi vì khối lượng mình cân được, cô xin lỗi, nó sẽ là sai số dương, sai số âm, tại vì nó mất đi. Và trong công tác này là mình sẽ cân cái khối lượng của mẫu sau khi sấy, và mình sẽ trừ đi để xác định cái lượng nước mà nó đã bay hơi. Vậy thì nếu mà nó bị bay mất đi mà không phải là ẩm mà bay đi thì dẫn tới là bị sai số dương đó nha. Thứ hai là chén nung, và câu thứ ba là chén nung được làm từ vật liệu nào là tốt nhất trong phương pháp tro hóa khô. Vậy thì phần này các bạn cần phải nắm về lý thuyết sử dụng các dụng cụ thôi. Các phần này cũng được giới thiệu khá chi tiết ở trong bài giảng của cô rồi. Còn như cái chương 3 thì chúng ta cũng được làm với những câu hỏi như là tu huyết nào thì được ứng dụng trong bộ phổ nào, thì đó là các bạn cũng tập trung vào xem có những thông tin cần thiết quá trình thực nghiệm. Rồi, thì đấy là những cái nội dung chính mà cô chia sẻ với các em trong bài học ngày hôm nay, như là có cái nội dung ôn tập. Thì đến thời điểm này các bạn có câu hỏi nào nữa không? Rồi, yêu cầu ngay ốp lại bản ghi. Ok, cô sẽ ốp lại cho các em. Rồi, còn có câu hỏi nào hay là yêu cầu nào nữa không? Trong thời gian cuối cùng mà các bạn đang suy nghĩ về các cái câu hỏi hay thắc mắc với cô thì giờ cô sẽ chia sẻ một chút về cái câu hỏi của các bạn trong bài kiểm tra vừa rồi, kết quả kiểm tra vừa rồi. Cô thấy là cái lớp ngày mai á, cái lớp CL3 là có kết quả thì nhỉnh hơn so với các lớp khác. Lớp em thì cũng có bạn được điểm, cô cũng không nhớ chính xác đâu, cô chưa nhập điểm vào đây, nhưng mà có điểm rồi cô sẽ up điểm lên cho các em để các em biết trước điểm lần một của mình.
để các bạn cố gắng hơn cho những bài kiểm tra sau để có cái điểm quá trình cao hơn ha. Thì trong quá trình chấm bài có một số câu hỏi mà cô thấy là nó về mặt cơ bản, nhưng các bạn, một là các bạn chưa hiểu hết bài giảng, hai nữa là các bạn sử dụng tài liệu không được chính xác, cho nên đến khi mà các bạn viết vào đây thì nó cũng hơi bị vênh so với kiến thức mà đã truyền đạt cho các em. Thì có cái câu hỏi như thế này cũng chia sẻ lại cho các em này để các em sẽ hiểu tốt hơn để làm nó cho cái bài thi sắp tới. Ví dụ như cái câu này là phân biệt của phong phục thủ is và phong phục hấp thụ từ AAS. Thì cái này mình đang học về phân tích thực phẩm mà mình đâu có nói về phân tích kim loại trong dầu mỡ hay là hàm lượng kim loại trong địa chất gì đâu, cho nên là cái bài này nó cũng tai quá, cũng có nhiều bài khác nữa cơ, trả lời cũng kỳ cục lắm. Nhưng mà cô chụp bài điển hình lúc đấy mới nghĩ ra là sẽ trao đổi lại với các em thì chụp hình lại thôi, nhưng mà cái cô cũng không nghĩ ra nữa. Thì ở đây cái bài này thì các em trả lời sao, các bạn so sánh nha. Để phân biệt thì tức nghĩa là học là so sánh thì các bạn phải so sánh rồi, so sánh thì sẽ có điểm giống nhau và điểm khác nhau. Để giống nhau thì các bạn nhìn thấy này, quang phổ hấp thụ bên này cũng có chữ quang phổ hấp thụ, vậy là quang phổ hấp thụ tức nghĩa là đo cường độ bức xạ của cái tia đi qua mẫu, đấy là ưu điểm, đấy là cái đặc điểm chung thứ nhất. Đặc điểm chung thứ hai đó là cái nguồn bức xạ, nguồn bức xạ của quang phổ hấp thụ UV là phát xạ ánh sáng ở vùng UV, nguồn phát xạ của quang phổ hấp thụ nguyên tử AES cũng là sử dụng nguồn ánh sáng là UV, cho nên đấy là điểm chung thứ hai. Điểm khác biệt của nó là gì? Khác biệt của nó là quang phổ hấp thụ UV là thể hiện mối tương quan giữa bức xạ với phân tử, quang phổ hấp thụ nguyên tử AES là thể hiện mối tương quan của bức xạ với nguyên tử. Rất cơ bản đúng không các em? Đâu có cái gì là gọi là cao cao đâu. Các bạn nắm rõ nguyên tắc của nó là so sánh được rất tốt. Anh cô nghĩ là các em làm được. Tiếp theo một câu hỏi nữa là hãy nêu nguyên tắc của thiết bị quang phổ kim loại, hay là đề khác là hãy so sánh cái nguyên tắc của quang phổ kim loại với lại một cái phương pháp quang phổ nào khác. Thì so sánh nguyên tắc thì cũng tương tự như phân biệt thôi. Nêu cái này thì tính chất lý thuyết hơn, các bạn phải trình bày cho đúng đủ. Nhiều khi các bạn không nhớ nên các bạn chống chế bằng việc các bạn sẽ điền 5 cái thiết bị, được 5 cái thiết bị trong ở trong 5 cái bộ phận trong cái thiết bị đầu con cổ. Rất tiếc là cô không tính điểm được, tại vì cô là sẽ chấm điểm theo cái nội dung của bài và đúng câu hỏi, chứ không tính là chiếu cố là bao nhiêu điểm như nào cũng tính. Thì đây về nguyên tắc thì có hai cách mà các bạn có thể ghi điểm. Thì thứ nhất là các bạn nêu nguyên tắc của thiết bị cho các bạn, đó là chiếu cái ngoại, chiếu toàn bộ của ngoại ha, qua mẫu và trong đó một vài tia bức xạ bị hấp thụ, một vài tia bức xạ bị thì đi qua mẫu, kết quả thu được một phổ đồ. Phổ đồ này đặc trưng cho từng loại phân tử và nó được bản vân tay, không có hai phổ đồ giống nhau. Thì đấy là cái nguyên tắc của thiết bị này, các của nó này. Hoặc là một số bạn sẽ ghi là nguyên tắc của cái đo quang phổ hồng ngoại, đó là đo độ hấp thụ của các cái liên kết, đo độ hấp thụ của cái đo độ hấp thụ bức xạ của các liên kết trong các nhóm chất, thì cô cũng không có điểm ở cái phần đó, tại vì bạn nói ý đó cũng đúng. Đến dạng bài tập tiếp theo, ví dụ như nói về sự khác biệt của cái lỗi hệ thống hay là sai số hệ thống cũng như là sai số ngẫu nhiên, thì ở bài này cũng có nhiều bạn trả lời cũng tương đối tốt, tuy nhiên thì cũng chưa được tuyệt đối, cho nên tôi đưa ra cái đáp án chính thức ở đây là sai số hệ thống. Đầu tiên mình phải nói cái dấu hiệu nhận biết. Cái dấu hiệu nhận biết ở đây là cái giá trị đo đạc luôn luôn lệch so với giá trị thực. Thứ hai là mình tìm ra là nguyên nhân do đâu, nguyên nhân này chủ yếu là do dụng cụ đo. Và thứ ba nữa là mình xem cái sai số này, nếu cái nào bạn nào mà biết thêm được thì tốt thôi, là sai số này thực sự là có thể điều chỉnh được. Số bạn thì nhận biết là có số bạn thấy được, ghi được ý đó đó, nghĩa là sai số hệ thống này mình
khi mà mình biết là do phát hiện được ra cái sai số hệ thống, mình có thể giảm thiểu cái sai số này bằng cách là hiệu chỉnh lại thiết bị đo. Tương tự các cái mục như vậy thì đối với sai số ngẫu nhiên là mình sẽ phát hiện là tín hiệu sai số ngẫu nhiên đó là cái kết quả đo đạc ấy nó sẽ dao động, nó gọi là ngẫu nhiên mà, là fluctuate, tức nghĩa là nó sẽ lên xuống thiền thất thường á so với giá trị thực. Cho nên mình có thể ghi là dấu hiệu là bộ dữ liệu sẽ dao động chênh lệch so với giá trị thực. Và cái nguyên nhân đó là do thao tác con người, bạn phải nói chung là do thao tác trong quá trình thí nghiệm, chứ còn ghi là quan sát bằng mắt thường thì đâu có phải phân tích nào cũng dùng mắt đâu. Có những phân tích khác nó còn do thiết bị đo, hoặc là do mình chuẩn độ mình, hoặc là do cái dung dịch pha chế nó không chính xác mà. Cho nên là nói thuật ngữ chung nhất cho các trường hợp do thao tác trong thực hiện thí nghiệm. Và cái ý thứ ba là để giảm thiểu được cái sai số ngẫu nhiên này thì chúng ta lặp thí nghiệm, và trong quá trình lặp đó là mình sẽ nâng cái kỹ năng phân tích lên, làm giảm cái sai số đi. Còn nếu mà mình lặp thí nghiệm mà độ lặp nó không tốt thì thể hiện là sai số ngẫu nhiên quá lớn là không chấp nhận được kỹ năng đó đấy. Cho nên là ở đây là chúng ta sẽ phải lặp thí nghiệm nhiều lần để giảm thiểu cái sai số ngẫu nhiên, để nâng cao cái kỹ năng phân tích lên. Cái câu tiếp theo là mẫu phân tích nào đó cần được bảo quản như thế nào sau khi lấy để phân tích. Nhiều bạn bị nhầm lẫn giữa việc là bảo quản mẫu để thực hiện cho cái môn học này là môn phân tích thực phẩm với việc bảo quản mẫu để chúng ta ăn uống sử dụng hàng ngày. Nên các bạn nhớ lại một chút dùng cô, hoặc là định vị lại dùng cô là mình đang học môn phân tích thực phẩm, cho nên mọi thứ sẽ tập trung vào vấn đề là chúng ta bảo quản mẫu để phân tích thực phẩm. Và nhiệm vụ của quá trình phân tích là mình muốn có một bộ dữ liệu thể hiện đúng bản chất sự thật, không bị sai số. Vậy thì khi bảo quản có điều gì thay đổi dẫn tới sai số của cái thành phần đó? Ở đây trong quá trình bảo quản nó có thể có những biến đổi xảy ra do các yếu tố sau. Thứ nhất, do vi sinh vật. Thứ hai, do enzyme. Thứ ba, do không khí. Thứ tư, chủ yếu là các cái phương pháp đó. Chủ yếu là các cái đối tượng đó. Thì mỗi đối tượng mình sẽ hạn chế thì ra bằng các cách khác nhau. Thứ nhất là hạn chế vi sinh vật và enzyme thì chúng ta sẽ bảo quản lạnh. Hạn chế ánh sáng thì che sử dụng cái dụng cụ tối màu. Hạn chế không khí thì chúng ta sẽ sử dụng trong cái vật đựng hay vật chứa mà kín, hoặc chúng ta có thể bài khí. Thì tùy thuộc vào từng cái mẫu thực phẩm khác nhau, mình xác định được xem là cái đối tượng nào nó sẽ bị ảnh hưởng bởi yếu tố nào nhiều hơn, để mình nêu cái ý đó ra, và cái ý đó ra là quan trọng để được cái hệ số điểm cao hơn. Nó có tính chất quan trọng, mình cần phải tránh nó trước. Ví dụ như là mẫu thịt sống thì vi sinh vật nhiều và enzyme thì hơi gây hư hỏng nhiều hơn là cái việc mẫu tiêu hóa chất béo, không khí hay là bóng tối. Vậy thì cái phương pháp này đầu tiên là các cần phải bảo quản ở điều kiện nhiệt độ lạnh. Nhiệt độ lạnh là nhiệt độ ngăn mát của lạnh từ nhiệt độ khoảng là 4 cộng trừ 2, chứ không phải là tủ đông cấp đông luôn. Các bạn để vào chế độ cấp đông đó chính là cái mẫu thực phẩm mà nghĩ là đang để ăn đó, mình lâu ngày ăn á. Chứ phân tích là mình cho vào mẫu cấp và mẫu nó có thể thay đổi nhất định nào đó, chỉ trừ khi cái mẫu thịt của em mà ghi đây là mẫu thịt đông á, thì em để vào khoảng đông là đúng. Mẫu thịt sống tức là cái mẫu thịt, hoặc là em muốn, nếu mà em muốn làm rõ vấn đề thì ghi đấy là mẫu thịt cấp đông. Nếu thông thường đi chung chung như vậy mình sẽ hiểu đấy là mẫu thịt tươi đó, tươi sống đó. Rồi còn cái vấn đề thứ hai bạn ghi vào là cho vào bao bì kín và trúng màu thì càng tốt. Đấy sẽ là một cái hạn chế cái việc oxy hóa thành một chất béo ở trong thịt. Tuy nhiên là cái cường độ, cái mức độ chuyển đổi của nó cũng tương đối hơn rất nhiều, tùy thuộc vào cái sản phẩm nữa. Và các bạn nên ghi có một hoặc hai bạn rất là ít ghi là cần thực hiện phân tích ngay, cũng như là quá trình mình đã bảo quản mẫu biết thì có biến đổi xảy ra, cho nên là cần thực hiện phân tích càng sớm càng tốt để hạn chế cái sự biến đổi ảnh hưởng tới kết quả phân tích. Còn đối với mẫu dầu ăn thì quá trình oxy hóa chất béo là cái quá trình mà nó thường xảy ra hơn là do vi sinh vật,
hoặc là enzyme, tại vì trong dầu ăn ít vi sinh vật lắm, thậm chí nó có thể có thì nấm mốc, nếu mà bạn được lâu ngày thì sẽ xuất hiện nấm mốc, nhưng mà ít lắm, tại vì thường vi sinh vật là dễ sinh vật, nó thích protein với thích nước cơ, nó không thích chất béo đâu, nên nếu việc mà có chất béo là nó khó phát triển. Bởi vậy mình sẽ quan tâm tới việc là mình hạn chế tiếp xúc với ánh sáng, không khí là quan trọng hơn, để cho các cái bình tối ngầu, để cho cái bình kín được khí thì sẽ tốt hơn. Còn sau đó là mình có thể để ngăn mát tủ lạnh nữa thì càng tốt thì cũng được, nhưng mà cũng phải lưu ý dầu ăn đôi khi có một số dầu động vật trong tủ lạnh là nó cũng bị đông lại luôn, còn nếu bạn để nhiệt độ phòng thì giữ được trạng thái bình thường. Nên là nói dầu ăn thì thông thường là dạng là nào mà nói tới mỡ động vật thì mới gọi là nó thường bị đông ngăn mát tủ lạnh. Rồi thì đấy là một số ý để cho cái để cô thay đổi cho các nhóm, cũng không nhớ là mẫu nào nữa, nhưng mà về cơ bản có cái nhìn nhận như vậy, cái phân tích như vậy để đưa ra được cái cách và cho nó hợp lý. À, về một cái câu hỏi về mặt lý thuyết như sau là bia thì hệ số phụ ánh sáng của sao Việt Loãng cũng thuộc số nào, thì các bạn nhớ là hệ số đó là hệ số A trong cái công thức A lớn bằng A nhỏ nhân B nhân C, thì cái hệ số đó là A nhỏ. Hệ số A nhỏ này nó sẽ phụ thuộc vào ba nhóm yếu tố. Thứ nhất là phụ thuộc vào bản chất của chất phân tích, thứ hai là phụ thuộc vào cái bước sóng của nhóm tới, thứ ba là phụ thuộc vào bản chất của cái môi trường mà chứa cái dung dịch đó. Ví dụ như hôm nay chúng ta học về một số thấy rằng là nhiều phương pháp người ta còn bổ sung các cái hóa chất vào trong cái việc tương tác với cái protein để tạo cái dung dịch cho nó mới đo màu. Vậy thì những cái thành phần đó mình cũng vào nó cũng ảnh hưởng, hoặc là nhiệt độ và áp suất của môi trường nó cũng ảnh hưởng tới cái nồng độ hay cái sự phân tán của cái chất ta phân tích trong cái điểm mà ánh sáng nó đi qua. Vậy là ta thấy là những yếu tố này có ảnh hưởng. Trong trường hợp này thì cái ý cái nồng độ tan này là không đúng ha, cái này là không phụ thuộc nồng độ chất tan, bởi vì mình đang đi tính nồng độ chất tan mà thấy là nó phụ thuộc chất tan thôi và nó phụ thuộc bước sóng tháng tới rồi rồi ha. Rồi mấy câu này cũng giống như câu trước thôi, nhưng mà một số cách trả lời khác nên cô lưu lại thôi, mà cô cũng đã nói rồi, coi như hết cái bài nội dung ngày hôm nay cô giới thiệu với các em như vậy. Và đến thời điểm này các bạn có câu hỏi nào không? Lần sau kiểm tra tiếp một hai luôn. Đúng rồi, em sẽ kiểm tra tiếp một một hai luôn đó. Ok, nếu các em không có câu hỏi nào nữa thì sẽ dừng buổi học ngày hôm nay ở đây. Các em cố gắng về nhà xem bài, kiểm tra lại bài cho kỹ để hoàn thành bài kiểm tra số 2 cho tốt hơn nha. Rồi, ok, tạm biệt các em. Bye bye, đi ăn cơm thôi. Đói rồi. Rồi, tạm biệt.